Thưa quý vị, thông tin chúng tôi vừa cập nhật được, công tác tổng xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 trên địa bàn một số huyện thị đã có kết quả. Theo đó, tại huyện Dương Minh Châu có 8 địa phương có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính và được giải tỏa phong tỏa 36 giờ, đó là thị trấn, xã Phan, Bào Năng, Trà La, Cầu Khởi, Lộc Ninh, Phước Ninh và Suối Đá. Tại huyện Tân Châu có 3 địa phương được giải tỏa phong tỏa 36 giờ, đó là Tân Hưng, Tân Phú, Thị Trấn, Xã Tân Thành còn ấp Tân Thuận chưa giải tỏa vì có ca dương tính. Các ấp còn lại đã giải tỏa. Xã Suối Dây còn ấp 2 và ấp Châm chưa được giải tỏa vì có ca dương tính. Các ấp khác đã giải tỏa. Riêng các xã còn lại trên địa bàn huyện Tân Châu chưa có kết quả của CDC. Tại thị xã Trấn Bàng, có 3 xã phường đã có kết quả xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2. Đó là xã Đông Thuận, xã Hưng Thuận và phường Lộc Hưng. Tại huyện Gò Dầu, đã kết thúc phong tỏa, giãn cách phục vụ xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 trên địa bàn xã Phước Trạch. Tại huyện Châu Thành, có hai xã đã giải tỏa là xã Ninh Điền và xã Long Vĩnh. Tại huyện Bến Cầu, có 5 xã thị trấn kết thúc việc thực hiện phong tỏa giãn cách phục vụ công tác lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2, đó là xã An Thạnh, xã Lợi Thuận, thị trấn Bến Cầu, xã Long Thuận, xã Long Phước. Dựa trên kết quả xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2, thì các địa phương sẽ thực hiện các biện pháp xử lý F0-F1 theo quy định, tổ chức phân loại quản lý địa bàn theo từng cấp độ nguy cơ dịch bệnh đỏ cam vàng xanh và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị khán giả khi có thông tin mới